kính mời quý khán giả cùng theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền thiết yếu tinh đồng nai thưa quý vị hôm qua ngoại trưởng các nước thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean cùng với Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đã nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính bằng cách tăng cường mạng lưới an toàn tiền tệ. ASEAN 3 đã nhất trí tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động của sáng kiến đa phương hóa Chiền Mai có hiệu lực từ năm 2010 để giải quyết những khó khăn về thanh khoản trong ngắn hạn nhằm ngăn chặn sự tái diễn của cuộc khủng hoảng tiền tệ châu Á năm 1997. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố trật tự quốc tế tự do và rộng mở dựa trên pháp quyền để đảm bảo khu vực tiếp tục tăng trưởng kinh tế ổn định. Thưa quý vị, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NBS hôm qua công bố số liệu cho thấy lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng nhanh trong tháng 6, ngay cả khi các doanh nghiệp đang phải vật lộn với sự sụt giảm trong tâm lý người tiêu dùng do kinh tế phục hồi không ổn định. Theo NBC, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc trong 6 tháng tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm nay, lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc tăng 3,5%. Theo dữ liệu của NBS, các công ty công nghiệp nhà nước báo cáo lợi nhuận tăng 0,3% trong nửa đầu năm, trong khi các công ty nước ngoài ghi nhận mức tăng 11%, các công ty tư nhân ghi nhận mức tăng 6,8%. Số liệu lợi nhuận từ công nghiệp bao gồm các công ty có doanh thu hàng năm ít nhất là 20 triệu nhân dân tệ, tương đương 2,75 triệu đô la Mỹ. Theo NBS, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tương đối nhanh cùng với việc giá xuất xưởng giảm đáng kể từ quý 2 năm nay đã thúc đẩy lợi nhuận công nghiệp phục hồi ổn định. Tuy nhiên, NBS cũng lưu ý, nhu cầu trong nước hạn chế và môi trường quốc tế khắc nghiệt làm tăng áp lực đối với hoạt động công nghiệp. Văn phòng Thống kê và Thông tin Quốc gia của Cuba cho biết đảo quốc Caribe này đã đón gần 1,68 triệu lượt du khách trong nửa đầu năm nay, Chính phủ Cuba đặt mục tiêu thúc đẩy quá trình phục hồi du lịch dần về mức trước đại dịch COVID-19 khoảng 4,5 triệu lượt du khách. Cuba hiện có 87 dự án đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch, cùng với đó là 18 chuỗi khách sạn nước ngoài đang hoạt động. Song song với việc phát triển kinh tế trong nước, Cuba cũng tích cực phối hợp với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao vị thế đất nước và mở ra cơ hội hợp tác. Thưa quý vị, các cơ quan cứu trợ Liên Quốc cho biết hàng triệu người dân ở Cộng hòa Chad đang phải đối mặt với nguy cơ nạn đói do tác động của biến đổi khí hậu gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp. Lượng mưa quá ít, hạn hán kéo dài và sâu bệnh đã tàn phá nền nông nghiệp, khiến mùa màng thất thu. Ông Awandi Mustafa thuộc Đại học Andramena cho biết, nguồn cung thực phẩm tại các khu chợ đang giảm mạnh, hầu hết nông dân phải chịu hệ quả từ lượng mưa thấp và đất đai thoái hóa ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất. Nhiệt độ năm nay cũng tăng đáng kể khiến hoa màu éo úa và chết rất nhiều. Theo chuyên gia ứng dụng các biện pháp canh tác nông nghiệp hiện đại, các giống cây có khả năng chống chịu với các hậu khắc nghiệt và đa dạng hóa cây trồng là cần thiết. Tuy nhiên, tình trạng nghèo đói khiến phần lớn nông dân không thể tiếp cận với công cụ hiện đại, hạt giống chất lượng hay các khoản hỗ trợ cho vay. thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng đến cà phê, món đồ uống được yêu thích tại Nam Phi. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng đến sản lượng cà phê tại các nhà cung ứng chủ lực cho thị trường Nam Phi như Brazil đẩy giá lên cao. Điều này có ảnh hưởng nhất định đến người tiêu dùng và các nhà phân phối cà phê tại Nam Phi. Giá cà phê Robusta và cà phê Arabica cao cấp trên thị trường thế giới gần đây tăng cao do điều kiện thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc sản xuất và xuất khẩu cà phê. Điều này khiến giá cà phê tăng như mạnh. Ông Paul Makube, chuyên gia kinh tế và nông nghiệp tại Ngân hàng Quốc gia đệ nhất ở Nam Phi cho biết, Chúng tôi là nước nhập khẩu rầm cà phê, chúng tôi nhập nguyên liệu thô là chủ yếu. Sản lượng cà phê hạt mà chúng tôi nhập khẩu tăng trung bình 30% mỗi năm. Vậy nên bất kỳ biến động nào trên thị trường cà phê thế giới cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước. Ông Sai Maguben, chủ công ty răng xay cà phê Shai Brew, đang tìm cách để ứng phó với tình hình giá cà phê hạt liên tục tăng trong bối cảnh doanh nghiệp của ông đồng thời phải chịu tình trạng mất điện trên triền miên ở Nam Phi, ảnh hưởng tới sản xuất, ông nói. Tình trạng mất điện và giá nguyên liệu tăng ảnh hưởng rất lớn đến chúng tôi. Chúng tôi có 5 cửa hàng bán cà phê, nhưng đều đang chịu cảnh thua lỗ. Quá trình sản xuất khó khăn và nguyên liệu thô tăng đẩy giá thành phẩm kéo lên cao, khuyến sức mua yếu đi. Chúng tôi định phải đóng cửa cả năm cửa hàng để cắt lỗ. Để ước mơ về một công ty cà phê không bị sụp đổ hoàn toàn, ông Magube đã tìm giải pháp thay thế. Thay vì chỉ cung ứng cà phê răng xay nguyên chất, ông đã tạo ra các dòng sản phẩm pha trộn cà phê và các nguyên liệu khác như hạt dẻ để tạo ra hương vị độc đáo thu hút người dùng. Ông hiện cung cấp 20 tấn các loại cà phê này mỗi ngày cho các nhà bán lẻ tại Nam Phi. Ông Magube cũng nhận định với tình hình trước mắt, các giải pháp kịp thời sẽ hỗ trợ đáng kể cho lĩnh vực kinh doanh cà phê tại Nam Phi. Ông nói. Giá cà phê đã tăng 60% đến 80% từ năm 2023 đến nay, người tiêu dùng cảm nhận được tác động của tình trạng này và các bên cung ứng cần có giải pháp để ứng phó. Tình hình thời tiết khắc nghiệt được dự báo sẽ còn kéo dài và phức tạp, tiếp tục ảnh hưởng đến sản lượng cà phê trên thị trường thế giới, điều này sẽ còn kéo giá cà phê tiếp tục tăng cao. Tiếp tục với các thông tin kinh tế đáng chú ý khác, hãng tin Nikkei Asia hôm nay đưa tin hãng xe Mitsubishi Moto của Nhật Bản sẽ gia nhập liên minh giữa Honda Moto và Nissan Moto, tạo ra liên doanh sản xuất ô tô với tổng doanh số hơn 8 triệu xe một năm. Theo Nikki, Mitsubishi Moto, công ty do Nissan Moto nắm giữ 34% cổ phần, sẽ hợp tác với Liên minh Honda-Nissan để sản xuất các bộ phận chính và linh kiện xe điện, đồng thời phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tích hợp vào phần mềm điều khiển ô tô. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nissan Moto, nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba Nhật Bản, đang liên tục mất thị phần tại hai thị trường lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc. Vốn chiếm một nửa dân số toàn cầu của hãng, việc liên doanh có thể giúp các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cắt giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện, đặc biệt là trước các đối thủ Trung Quốc. Nhà sản xuất xe máy điện lớn nhất Ấn Độ Ola Electric hôm qua tuyên bố sẽ mở đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng IBU vào ngày 2 tháng 8 tới. Đợt IPO này sẽ mở bán cho nhà đầu tư có tổ chức sớm hơn một ngày vào 1 tháng 8 và kết thúc đăng ký bán lễ vào ngày 6 tháng 8. Công ty sẽ bán 37,9 triệu cổ phiếu thấp hơn khoảng 20% so với ước tính trong dự thảo IPO. Doanh thu từ đợt IPO này dự kiến có thể lên tính 657 triệu đô la Mỹ, mức định giá dự kiến của Ola Electric nằm trong khoảng 4,2 đến 4,4 tỷ đô la Mỹ đây là đợt ipo đầu tiên của một nhà sản xuất xe điện ở ấn độ cũng là một trong những đợt ipo lớn nhất đến nước này hãng xe online tiến hành ipo trong bối cảnh thị trường chứng khoán ấn độ gần đây đạt nhiều mức cao kỷ lục vượt qua hồng kông trở thành sàn giao dịch lớn thứ tư thế giới trên thị trường chứng khoán mỹ giới đầu tư đang hồi hợp chờ đợi các diễn biến mới trên thị trường vào tuần tới khi các công ty công nghệ báo cáo thu nhập quý 2 cục dự trữ liên bang pháp hợp chính sách và mỹ công bố dữ liệu việc làm theo giới quan sát các yếu tố này có thể gây ra một đợt biến động mạnh với cổ phiếu mỹ Đợt tăng giá kéo dài nhiều tháng của nhóm cổ phiếu công nghệ đã chạm ngưỡng giới hạn vào đầu cuối tháng 7, đánh dấu bằng đợt bán tháo hôm 24 tháng 7, khiến hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite ghi nhận mức lỗ trong một ngày lớn nhất kể từ năm 2022. Điều này diễn ra sau khi hãng xe điện Tesla và công ty công nghệ Alphabet công bố báo cáo sau khi thu nhập thất vọng. Ông Madame Hart, giám đốc toàn cầu về quản lý tài sản của công ty đầu tư Janus Henderson cho biết, khi chúng tôi trao đổi với khách hàng, chúng tôi nhận thấy sự thiếu kết nối giữa điều mà các dữ liệu kinh tế phản ánh và kỳ vọng của thị trường. Đây là rủi ro đối với thị trường mà chúng ta cần suy xét trong những tháng còn lại của năm nay. Tuần tới, thị trường sẽ đón báo cáo thu nhập từ các ông lớn trong lĩnh vực công nghệ của Mỹ như Microsoft, Apple, Amazon.com và Meta. Du quan sát cho rằng tuần tới sẽ là bài kiểm tra đối với sự kiên nhẫn của những đầu tư đang trông chờ vào tỷ suất hoàn vốn từ các công ty công nghệ lớn. Ông Steve Kovach, biên tập viên công nghệ của hãng tin CNBC cho biết, khởi đầu không mấy khả quan của Tesla và Alphabet đã đặt ra áp lực quá lớn cho các thành viên còn lại trong nhóm 7 công ty công nghệ vốn hóa lớn. Nếu các công ty không đạt kỳ vọng thị trường, một đợt bóng tháo nữa có thể xảy ra vào tuần tới. Các nhà đầu tư cũng theo dõi chặt chẽ các bình luận của giới chức Fed sau khi kết thúc cuộc họp vào ngày 31 tháng 7 tới. Thị trường cần thêm manh mối về đợt cắt giảm lãi suất hiện đang được dự báo sẽ diễn ra tháng 9. Dữ liệu việc làm được công bố trong tuần sau cũng sẽ trở thành manh mối để đoán định tầm nhìn về lãi suất của Fed. Ông Bryant Van Krokik, quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty đầu tư toàn cầu Allspring cho biết, đây là thời điểm quan trọng đối với thị trường. Mọi người sẽ bắt đầu đặt câu hỏi tại sao lại đổ nhiều tiền cho các doanh nghiệp AI, đồng thời lo ngại Fed bỏ lỡ cơ hội hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ cũng xuất hiện. Tâm lý này đã dẫn tới xu hướng chuyển dịch nhẹ khỏi các công ty công nghệ hàng đầu sang các công ty vốn hóa nhỏ và cổ phiếu tài chính trong thời gian gần đây. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của kênh truyền thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.